Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chính quyền các địa phương, sở ban ngành thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các kết luận, chỉ thị, chương trình hành động về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra địa bàn, chú trọng các địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao như khu dân cư có mật độ dân số cao, chung cư, khu vực phòng trọ, xử lý nghiêm các hành vi không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy và thành phố Thủ Đức xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử lý nghiêm các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, nhất là đối với các khu vực có mật độ dân cư cao, có hệ thống giao thông nhỏ, hẹp, các cao ốc, nhà cao tầng, chung cư, khu vực phòng trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Trưa ngày 16 tháng 9, trong khuôn khổ chuyến công tác trên các đảo ở vùng biển Tây Nam, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ và người dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến gửi lời cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang công tác ở Côn Đảo. Trân trọng cảm ơn những hy sinh, đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của các cán bộ, chiến sĩ vì sự bình yên của Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho thành phố, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và nỗ lực để cùng với các địa phương trong cả nước làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình, hướng về biển đảo, hướng về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm gìn giữ biển đảo quê hương. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến cùng các đại biểu tặng những phần quà của Thành phố Hồ Chí Minh đến Trung đoàn 251, Trạm Radar 590, Trạm Radar 32, Quân chủng Phòng không, Không quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Côn Đảo, Công an huyện Côn Đảo, Hải đội 33 Cảnh sát biển, Đồn biên phòng Côn Đảo, Lực lượng Công binh, Lữ đoàn 681, Kho xăng dầu Quân khu 7. Ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam vừa cho biết, mức thưởng nóng cho mỗi huy chương vàng là 200 triệu đồng. Và hiện nay, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang kêu gọi thêm nguồn xã hội hóa đồng hành cùng các thành tích tại ASEAN 19 tới đây. Đặc biệt, ngành thể thao đang kết nối với một nhà sản xuất xe hơi để tặng phần thưởng xe hơi cho tuyển thủ giành được huy chương vàng. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông báo, ông Đặng Hà Việt cho biết thêm. Ngày 16 tháng 9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, phụ trách bộ môn điền kinh tại ASEAN 19 cho biết, cùng với quỹ của liên đoàn, chúng tôi đã kêu gọi được các nguồn xã hội hóa. Nhờ đó, mức thưởng cao nhất cho các huấn luyện viên, vận động viên giành được huy chương vàng sẽ lên tới 600 triệu đồng. Cụ thể, mỗi huy chương vàng của nội dung đồng đội tiếp sức sẽ có mức thưởng 600 triệu đồng, được chia đều cho 4 tuyển thủ và 2 huấn luyện viên, mỗi người 100 triệu đồng. Và mỗi huy chương vàng nội dung cá nhân là 300 triệu đồng. Trong đó, vận động viên được nhận 200 triệu đồng, còn huấn luyện viên nhận 100 triệu đồng. Lần này, Điền Kinh Việt Nam có 12 tuyển thủ tham dự, gồm Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Thu Thảo, Trần Thị Di Yến, Hoàng Thị Ánh Thục, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Trung Cường và Lương Đức Phước. Ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Thông, 32 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng, là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng lên đến 400% năm với địa bàn hoạt động là khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng.
Trước đó, ngày 15 tháng 9, Công an Đà Nẵng tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập hai đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh, Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay tiền với hơn 1.000 người vay. Tổng số tiền cho vay là hơn 10 tỷ đồng, lãi suất dao động từ 280 đến 400% một năm. Từ đó, nhóm Thông thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cho biết, để tránh sự phát hiện của công an, Thông quản lý việc cho vay thông qua phần mềm. Các đối tượng trong đường dây thường núp bóng là người địa phương khác đến thuê nhà trọ, chung cư để tạm trú, đăng bài cho vay tiền nhanh gọn trên mạng xã hội, hoặc dán quảng cáo rao vặt, cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản. Ngoài ra, khi nhận tiền trả góp hàng ngày, các đối tượng chủ yếu nhận qua chuyển khoản, hạn chế nhận bằng tiền mặt. Và khi con nợ chậm trả tiền, các đối tượng sẽ gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.